bắn mày á, mày tưởng tao có súng hả? Tao bắn mày á, mày chết mày cho mày, mày chửi thề tao biết rồi hả? Mày thấy cái này là gì? Súng đúng rồi. Ê cái thằng kia để tao nói cho mày biết, tao không có rảnh để cãi lộn với mày miếng. Đây không phải chỗ mày muốn nói thì nói, mày muốn viết thì viết, chọc tao nóng thì đừng tiếc. Kể từ bây giờ mày phải nhớ lấy tên tao, tất cả mọi nơi ai cũng biết đến tên tao. Hàng ngày tao sống thì chẳng có ai bên tao, nhưng tao sống ở Hoa Kỳ nên vị trí trên tên cao. Mày là thằng nào vô nói chuyện mà chửi thề, mày nên học lại cách ăn nói cho tử tế. Nói chuyện đạo lý giống như tao, đừng làm ồn vì mấy thằng nói đạo lý thì thường hay sống như lồn. Tao ở bên đây, tay tao có súng, lời mà tao nói cũng có sai và có đúng. Nhưng mà chủ yếu chỉ để hồn cho mày rung, vì thực tế nếu tao bắn vô điện thoại thì có đúng. Mà tao giới thiệu cho mày biết, tao là đệ nhất pháp sư trần dần, tao là nhà tiên tri vũ trụ. Khi mà tao xuất hiện mọi người sợ dần dần, tên của tao họ bàn tán rần rần, có người thì nói mặt của tao đần đần. Tao có thói quen livestream coi bói biết bao người soi mói, nhưng tao phải sắp trần dần. Mà tao ghét nhất mấy thằng vô văn hóa, mấy thằng đó không thể được như tao, không thể đến được phao super lag, gạt được Chúa Giêsu giống như tao. Và tao ghét mấy thằng vô văn hóa, mấy thằng đó không thể được như tao. Chúa gặp tao mà còn nói tiếng Việt thì làm sao tụi mày có cửa giống như tao.